Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái nhánh hoa trang trí đơn giản giống như thế này. Trước tiên, chúng ta móc cái búp màu đỏ ở phía trên. Các bạn móc cho mình 3 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chúng ta đâm kim vào cái chân móc xích đầu tiên, móc cho mình 4 mũi móc kép cùng chân chụm đầu. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Chúng ta kéo kim qua hết 5 vòng chỉ. Tiếp tục, các bạn móc lên 3 bính. 2, 3. Sau đó cũng là 4 kép cùng chân chụm đầu. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Chúng ta kéo kim qua hết 5 vòng chỉ. Sau đó các bạn móc một mũi dời vô cái chân móc xích đầu tiên mà chúng ta móc 4 kép cùng chân của phía đối diện. Các bạn kéo thêm một lần nữa. Sau đó chúng ta cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái dây kẽm. Các bạn xỏ vô cái sợi dây phía dưới này và chúng ta sẽ dùng cái chỉ màu xanh để tạo hình cái búp hoa có cái phần cái thân màu xanh phía dưới. Ở cái giỏ hoa này, các bạn có thể tạo hình cái búp hoa với lại móc cái lá thôi. Chúng ta không có cần móc cái hoa to ở phía dưới cũng được. Tại vì khi mà cắm hoa thì cái búp hoa to nó đã khuất ở phía dưới rồi. Như thế là chúng ta đã có được cái búp hoa nhỏ. Chúng ta sẽ có 3 cái búp hoa nhỏ. Tiếp tục là cái búp hoa to. Trước tiên, các bạn móc 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5 và 1 mũi dời vô cái chân móc đầu tiên. Sau đó chúng ta móc cái hàng móc thứ nhất. Các bạn móc 1 bính, 6 mũi móc đơn vô cái vòng tròn. Mũi móc đơn đầu tiên chúng ta đánh dấu lại cho mình. Mũi thứ hai, thứ ba, mũi thứ tư,
Thứ năm, thứ sáu, sau đó là một mũi dời vô cái trang móc đơn mà chúng ta đánh dấu. Tiếp tục là hàng móc thứ hai, các bạn móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Chúng ta móc vô cái chân móc kế bên một mũi móc kép. Sau đó là một bính, một kép vô cái chân kế bên 4 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Sau cùng là một bính, một dời vô cái mũi móc xích thứ ba, cái chỗ mà bốn mũi móc xích mà chúng ta móc lúc bắt đầu. Các bạn móc vô cái chân thứ ba một mũi dời. Chúng ta cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Tiếp tục, các bạn móc tiếp đến cái phần cái chỉ màu đỏ. Chúng ta sẽ bỏ cái ô này. Các bạn móc vô cái ô kế bên. Chúng ta móc cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó chúng ta xoay kim kéo chỉ lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Chúng ta kéo kim qua hết. Các bạn kéo thêm một lần nữa. Chúng ta đã có được cái cánh thứ nhất. Cánh thứ hai. Chúng ta móc vô cái ô kế bên. Các bạn cũng xoay kim kéo chỉ 5 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Các bạn kéo kim qua hết. Kéo thêm một lần nữa. Tiếp tục, cánh thứ ba cũng xoay kim kéo chỉ tất cả là 5 lần. Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, lần thứ tư, thứ năm. Chúng ta kéo kim qua hết. Kéo thêm một lần nữa. Ở đây, các bạn móc cho mình tất cả là 6 cánh. Chúng ta móc thêm 3 cánh nữa.
Lúc này chúng ta có tất cả là 6 cái cánh hoa rồi. Chúng ta đâm kim vô cái cánh đầu tiên, móc một mũi dời. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Sau đó chúng ta dùng cái kim mai len. Các bạn luồn vô từng cái sợi dây này. Chúng ta rút chặt lại. Như thế là chúng ta đã có được một cái búp hoa to và chúng ta sẽ tạo hình cái búp hoa giống như cái búp hoa nhỏ. Như thế là chúng ta đã vừa có được một cái búp hoa to rồi. Tiếp tục, các bạn móc tiếp đến cái lá nhỏ ở phía trên ngọn. Trước hết, chúng ta móc cho mình 12 mũi móc xích. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Ở cái hàng móc này, các bạn sẽ vừa móc vừa luồn kẽm luôn. Chúng ta chỉ móc một hàng móc thôi. Các bạn bỏ cái chân móc thứ nhất đi, móc từ cái chân móc thứ hai, lần lượt hai mũi móc đơn vô hai chân. Mũi đầu tiên các bạn đánh dấu lại. Mũi móc đơn thứ hai vô cái chân móc kế bên. Chân móc tiếp theo là một mũi nữa kép. Tiếp tục là một kép vô cái chân móc kế bên. Sau đó chúng ta móc tiếp hai mũi kép đôi vào hai chân móc tiếp theo. Mũi kép đôi thứ nhất
mỗi kép đôi thứ hai. Tiếp tục, cho móc kế bên là một mũi móc kép. Kế đến là một mũi nửa kép vô cái chân kế bên. Sau đó là hai mũi móc đơn vào hai chân móc tiếp theo. Mũi thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Ở cái chân móc sau cùng, các bạn móc hai đơn cùng chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Tiếp tục, các bạn móc tiếp hai mũi móc đơn vô hai chân móc kế bên. Chúng ta sẽ móc đối xứng cái phần còn lại của cái lá. Mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục, mũi móc đơn thứ hai vô cái chân móc kế bên. Chân móc tiếp theo là một mũi nửa kép. Chúng ta móc một mũi nửa kép. Tiếp tục là một kép vô cái chân móc kế bên. Kế đến là hai mũi kép đôi vào hai chân móc tiếp theo. Mũi kép đôi thứ nhất. Mũi kép đôi thứ hai. Sau đó là một mũi móc kép vô cái chân móc kế bên. Chân móc kế tiếp là một mũi nửa kép. Sau đó là hai đơn vô hai cái chân móc còn lại. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Và một mũi dời vô cái chân móc đơn mà chúng ta đánh dấu để kết thúc cái lá. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Cái chỉ thừa còn lại, các bạn quấn vào cái sợi dây kẽm. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái lá nhỏ. Tiếp tục là cái lá to. Để móc cái lá to, trước tiên các bạn móc cho mình 15 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Chúng ta đã có được 15 mũi móc xích rồi. Tiếp tục, các bạn sẽ móc, vừa móc mà chúng ta vừa luồn kẽm luôn. Ở đây chúng ta chỉ móc một cái hàng móc thôi. Các bạn bỏ cái chân móc thứ nhất đi, móc từ chân móc thứ hai, lần lượt hai mũi móc đơn vào hai chân móc kế bên. Mũi đầu tiên chúng ta đánh dấu lại.
mỗi móc đơn thứ hai vô cái chân kế bên. Cho móc tiếp theo là một mũi nữa kép. Tiếp tục là hai kép vô hai chân kế bên. Mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Tiếp tục là 3 mũi kép đôi vào 3 chân móc kế bên. Mũi kép đôi thứ nhất. Mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba. Kế đến là hai mũi móc kép vô hai chân móc kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Chân móc tiếp theo là một mũi nửa kép. Kế đến là hai mũi móc đơn vào hai chân móc kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Ở cái chân móc sau cùng, các bạn móc hai đơn cùng chân vô đây. Mũi thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Sau đó chúng ta sẽ móc đối xứng nửa cái lá còn lại. Chúng ta móc vô cái chân hai chân móc kế bên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Mũi thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục là một mũi nữa kép vô cái chân móc kế bên. Tiếp tục là hai kép vào hai chân móc tiếp theo. Mũi thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Sau đó là 3 mũi kép đôi vào 3 chân móc kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba. Tiếp tục là hai kép vô hai chân kế bên. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Chân móc kế bên là một mũi nửa kép. Sau đó là hai đơn vô hai chân móc tiếp theo. Mũi thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Và cuối cùng là một mũi dời vô cái chân móc đầu tiên mà chúng ta đánh dấu. Các bạn đã móc xong được cái lá. Chúng ta cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Cái phần chỉ thừa này chúng ta sẽ quấn vô cái sợi dây kẽm.
Ở cái nhánh hoa này, các bạn sẽ móc cho mình ba cái lá to. Lúc này chúng ta có cái búp nhỏ, búp to, lá nhỏ, lá to. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm một cái sợi dây kẽm để chúng ta tạo hình một cái nhánh hoa hoàn chỉnh. Cái cách tạo hình thì tùy vào cái sở thích của mỗi người thôi. Nếu như các bạn không có ý tưởng, chúng ta có thể tham khảo cái ý tưởng của mình. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa có được một cái nhánh hoa hoàn chỉnh.